xin chào tất cả các bạn, mình là Đẹp Trai. Ngày hôm nay mình rất là vinh dự khi được là một trong năm người dẫn chương trình hài hước nhất của NIT ICT Hà Nội. Ngày xưa ấy thì mình cũng khá là thích làm MC. May quá vào trường được một năm thì mình cũng đã thành công khi được vào đội MC của trường. Và bây giờ ước sẽ không làm ăn nữa. Ngày hôm nay thì ước sẽ cùng các bạn trao đổi và tìm hiểu thêm về thị trường lao động cũng như là các ngành nghề hot hiện nay. Bởi như ước thấy ấy, thì đa số các bạn trẻ đều đang thiếu đi những cái thông tin hướng nghiệp thật luôn ấy. Vậy thì chúng ta hãy xem qua số liệu sau đây nhé. Theo công bố của Tổng cục Thống kê, tỷ lệ thất nghiệp chung cả nước 6 tháng đầu năm 2019 là 1,99%, quý 1 là 2%, quý 2 ước tính là 1,98%. Trong đó, khu vực thành thị là 2,95%, khu vực nông thôn là 1,51%. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên 6 tháng đầu năm 2019 là 55,4 triệu người, tăng 334.000 người so với cùng kỳ năm trước. Quý 2 là 55,5 triệu người, tăng 335,1 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Lực lượng lao động trong độ tuổi là 48,9 triệu người, tăng 450,4 nghìn người. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi 6 tháng đầu năm nay là 1,29%, quý 1 là 1,21%, quý 2 ước tính là 1,38%. Trong đó, khu vực thành thị là 0,77%, khu vực nông thôn là 1,57%. Tuy có giảm nhẹ, nhưng số lượng thất nghiệp vẫn đang là vấn đề cấp bách hiện nay. Nó phản ánh lên chất lượng dạy và học của các trường đào tạo tại Việt Nam. Năm 2019, khi năm học mới đang đến gần, các thí sinh băn khoăn không biết nên lựa chọn ngành nghề hoặc môi trường học, phương pháp học như thế nào cho phù hợp. Làm thế nào để sau 3-4 năm đèn sách có thể chen chân vào các doanh nghiệp? Vâng, vừa qua số liệu trên thì các bạn đang thắc mắc rằng mình không biết học gì đúng không nào? Vậy thì ngày hôm nay ước sẽ bật mí cho các bạn một trong những ngành nghề cực hot hiện nay, đảm bảo rằng các bạn sẽ thích thú luôn. Đó chính là nghề cái gì các bạn biết không? Nghề Digital Marketing tại trường của đang theo học đây này. Nếu như trước đây, việc bán hàng gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở mặt bằng, phương pháp marketing, kênh truyền thông, thì ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, Internet mang mọi thứ gắn kết lại với nhau. Marketing cũng là ngành chịu ảnh hưởng và phát triển theo một mô hình mới, marketing số, Digital Marketing. Các thuật ngữ mà giới trẻ rất quen như quảng cáo Facebook, Google, YouTube đang là những công cụ giúp các cá nhân, doanh nghiệp kiếm bội tiền mà không phải lo lắng nhiều đến vốn, mặt bằng, hình ảnh như trước đây. Tham gia vào ngành này, thí sinh có thể vừa ứng dụng kinh doanh thực tế ngay khi còn đang theo học trước khi đầu quân cho một tổ chức nào đó khi tốt nghiệp. Vâng, các bạn thấy thực sự hot phải không nào? Đúng rồi, vì đây là một trong những nghề cực kỳ mới trên thị trường hiện nay. Bởi như ước thấy ấy, thì chúng ta đang xài Facebook này, rồi Zalo, hay lướt web, mua bán hàng online, hay thậm chí có những bạn còn bán hàng trực tiếp trên Facebook, rồi Zalo. Vậy học hành nghề này xong thì chúng ta có thể làm công việc gì? Ước sẽ giới thiệu cho các bạn nhé. Theo học ngành này, tại NIIT ICT Hà Nội, các bạn được trang bị các kiến thức như nắm vững kiến thức cốt lõi về marketing, biết cách tự tạo ra website, am hiểu về social media marketing, biết cách lập kế hoạch chiến dịch Digital Marketing, biết phân tích các chỉ số kỹ thuật, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm SEO, Marketing công cụ tìm kiếm SEM, tiếp xúc ngay với môi trường doanh nghiệp trong kỳ học, có kinh nghiệm triển khai dự án thực tế. Với thời gian đào tạo 12 tháng thực học, các bạn có thể làm các vị trí như chuyên viên Marketing số, Sales, nhân viên quảng cáo Google, Facebook và thu nhập từ 7 đến 15 triệu. Nếu có kinh nghiệm sẽ từ 20 đến 40 triệu đấy các bạn nhé. Các bạn thấy chưa? Một ngành nghề mới, siêu hot, lại có mức thu nhập khá là cao mà lại không hề chán việc. Rất là phù hợp với giới trẻ hiện nay. Hãy tìm hiểu thông tin qua website nithanoi.edu.vn. Chúc các bạn một sự lựa chọn đúng đắn. Đừng quên like và subscribe cho mình nhá.